Xin chào tất cả các anh em, mình là Tuấn Nam Định và có rất nhiều anh em đã inbox cho Tuấn, bảo Tuấn là sẽ hướng dẫn cho anh em về cái series về kỹ thuật giật trái. Bởi vì là lúc trước là mình đã làm các nguyên lý cơ bản khi giật trái rồi, tuy nhiên là anh em vẫn yêu cầu là thị phạm trực tiếp ở trong bàn thì mình sẽ làm ở trong bàn luôn cho dễ. Và đặc biệt là ngày hôm nay bắt đầu bằng cái series dạy những kỹ thuật tấn công bằng trái ấy, thì mình sẽ bắt đầu bằng kỹ thuật flick trái trên bàn. Bởi vì là xem cái trận đấu của Lee Jun Ju và Ma Long ở trận chung kết WTT ấy, thực sự là nó quá là hay. Mình cũng sẽ phân tích cho anh em là cái cách flick trong bàn của Lee Jun Ju khác các vận động viên khác như thế nào để cho anh em có cái nhìn sơ bộ và tổng quan nhé. Trước tiên thì anh em cần phải tìm hiểu rằng kỹ thuật flick trái trong bàn này đối phó những tình huống bóng như thế nào. Cụ thể là những tình huống bóng ngắn ở trong bàn, nó có thể là nó hai nảy ở trên bàn hoặc là cái nảy thứ hai của nó sẽ ra ngoài một xíu thôi. Trước cái tình huống mà những cái bóng tốc độ nhanh và phi dài thì mình sẽ không có dùng kỹ thuật flick trái trong bàn để đối phó được. Đó, mà chúng ta sẽ dùng kỹ thuật giật trái thôi. Và khi bóng ngắn ở trong bàn ấy thì bóng có thể là xoáy lên, xoáy xuống, lỏng, xoáy ngang, chúng ta đều có thể dùng kỹ thuật flick trái để xử lý hết. Bước thứ nhất khi triển khai kỹ thuật flick trái trong bàn đó là chúng ta phải luôn luôn dự đoán được là bóng nó sẽ nảy ở điểm nào trên bàn. Nó có thể ở bên trái, ở giữa bàn hoặc là bên phải. Sau khi phán đoán được cái vị trí của bóng nó sẽ nảy ở điểm nào trên bàn ấy, thì việc đầu tiên chúng ta phải bước chân sâu lên. Bước chân sâu lên ấy, cố gắng là bước chân càng sâu càng tốt thì người mình sẽ sát bàn hơn. Để sát bàn nhất thì cái người của mình vươn ra phía trước nhiều hơn thì mình sẽ tới gần bóng hơn và sẽ có cái độ chính xác cao hơn khi thực hiện kỹ thuật nhé. Tiếp theo ấy, là anh em phải lấy cái cánh tay trong làm trụ này, cánh tay ngoài và cổ tay phải thu về. Đó. Cái điều này là điều rất là quan trọng. Cái việc đầu tiên ấy, là anh em phải đưa cái khuỷu tay ra phía trước và cao hơn. Đấy, như anh em là cứ bước chân vào, sau đó ấy là tay để thế này này, thấp khuỷu tay xuống xong để cái bóng gần tới nơi xong về. Đấy, vậy thế này, cái đó là sai. Bởi vì là như thế này chúng ta làm gì có đà nữa, chúng ta không thể thu vào được. Khi chúng ta thấp cái tay này thì chúng ta không thể thu được cái vợt vào. Chúng ta phải cao khuỷu tay lên thì mới có thể chúc cái đầu vợt xuống được và tạo nên một cái đà, một cái vòng cung, một cái đà. Bởi vì cái kỹ thuật này ấy, nó cho cái biên độ rất là ngắn nên là chúng ta không có nhiều cơ hội để có thể lấy được đà đâu. Thế nên là chúng ta đưa khuỷu tay lên cao này, chúc đầu vợt xuống thì chúng ta sẽ lấy được đà tốt hơn, thì chúng ta sẽ cho ra một cái pha flick trái có cái uy lực tốt hơn. Tiếp theo này, ở cái vị trí chuẩn bị là khuỷu tay cao này, đầu vợt chúc xuống này và thu vào trong. Đó. Thì chờ bóng chạm xuống bàn nảy lên điểm cao nhất, chú ý là lên điểm cao nhất nhé, là chúng ta phải lia một đường vòng cung, nhớ là phải là một đường vòng cung từ sau ra trước, từ dưới lên trên và từ phải qua trái, đối với người thuận tay phải đó, lia lên. Và kỹ thuật này ấy, thực sự là phải dùng lực của cổ tay đấy em ạ, chứ không thể nào là chỉ lực của cánh tay ngoài đâu. Nếu như là kỹ thuật giật ấy, thì có thể mình dùng lực của cánh tay ngoài nhiều hơn, nhưng mà cái kỹ thuật flick này mình phải dùng lực của cả cánh tay ngoài lẫn cổ tay bật lên đột biến thì mới có thể tạo nên một pha flick trái có cái uy lực tốt được. Cái điểm mấu chốt và điểm cần chú ý nhất của kỹ thuật này ấy, đó là chúng ta nên chú ý đến cái ngón tay cái của mình. Khi mà chúng ta để cao ngón tay phải lên phía trước và nó có cái điểm tì rất là tốt vào cái bề mặt vợt bên phải thì chúng ta sẽ có một cái cách cầm vợt nó rất là chắc chắn và chúng ta có thể tạo nên một cái đường lê vợt nó ổn định nhất và nó sẽ có uy lực tốt nhất. Nhất là khi mà chúng ta kết hợp, chúng ta cầm chắc cái vợt này, chúng ta nhìn này, hai bên ngón tay đấy, gần như là nó tì, nó kẹp vào cái vợt này rất là chắc chắn và nó có độ ổn định rất là cao. Vì kỹ thuật này nó đòi hỏi là cái độ chính xác rất là cao vì nó rất là ngắn sát lưới đấy, không phải là chúng ta đánh thoáng tay được như là kỹ thuật giật trái thực phải đâu. Chúng ta có điểm tì tốt này đấy, chắc chắn vào và khi mà lia lên phía trên một cách dứt khoát và đột biến thì cái ngón tay tì vào cái ngón tay cái tì vào cái mặt vợt này nó có cái đóng vai trò rất là quan trọng, vừa cho cái cảm nhận tốt về cái góc độ mặt vợt lại vừa là cái điểm tì để chúng ta có thể phát lực ok nhất anh em nhé. Để ý ngón cái một chút xíu, đừng để đây nhiều người là cứ cầm cái này đánh này thì thực sự là rất là khó. Nếu chúng ta trượt nó lên trên một chút xíu đó như thế này thì chúng ta sẽ làm một kỹ thuật nó sẽ ok. Thật ra với kỹ thuật này nó đòi hỏi độ chính xác rất là cao và hơn nữa là phải nói đây là một kỹ thuật khó ở cái đẳng cấp cao đấy. Anh em thấy đấy, là nó đa phần đối phó với những tình huống bóng của đối phương giao bóng sang, cái độ biến đổi giao bóng của đối phương ấy, rất là khó để mình có thể phán đoán được một cách chính xác về cái độ xoáy cũng như là chiều xoáy. Vì thế nên là đa phần
tất cả mọi người thì đều lựa chọn một cái phương án khi mà flick trái, đó là flick xoáy và chuẩn thôi. Phan Gen Dong hay cả Harimoto, những vận động viên mà đỉnh cao thế giới ấy, Mang Long cũng vậy, lúc nào cũng lựa chọn một cái giải pháp an toàn, đó là cũng là flick như vậy thôi. Tuy nhiên người ta sẽ tạo xoáy nhiều hơn. Khi mà tạo xoáy nhiều ấy, thì nó sẽ tạo sang một cái đường vòng cung cao an toàn nhưng mà ngắn. Đấy, đường vòng cung cao mà ngắn thì nó sẽ cho phép tỷ lệ ở bàn rất là cao. Đấy, tuy nhiên lại cái điểm yếu của kỹ thuật này đó là nó sẽ bị chậm. Đối với những vận động viên thế giới thì tôi thấy là quan trọng nhất là tốc độ nhanh thôi, nhất là bóng bàn hiện đại bây giờ. Cho độ xoáy thì đa phần mọi người không sợ đâu, xoáy lên người ta vẫn phải giật lại bình thường. Cái kỹ thuật flick trái của những vận động viên khác ngoài Li Zuzu ra, kể cả những vận động viên Trung Quốc đấy, thì nó đều xoáy và an toàn, nó chỉ là tiền đề để có thể phát động tấn công những quả sau mà thôi. Tuy nhiên cái quả flick trái của Li Zuzu nó khá là đặc biệt bởi vì nó rất là mạnh. Thứ nhất ấy, phải nói là kỹ thuật của Li Zuzu đương nhiên là rất là tốt rồi. Thứ hai ấy, là Li Zuzu khi mà anh em để ý là khi Li Zuzu flick trái ấy, là sẽ vào dày bóng hơn một chút xíu so với những vận động viên khác, thì nó sẽ cho cái pha bóng bắn nhanh hơn, mạnh hơn và thẳng hơn, thẳng hơn, thấp hơn nữa. Những quả flick trái Li Zuzu thì tôi xem là gần như là không khác gì một quả giật trái trên bàn cả, nó giật trái rất là mạnh luôn. Thậm chí là khi Ma Long giao bóng sang xong thì Li Zuzu có thể flick trái mất bóng mà Ma Long chỉ có thể đứng nhìn thôi, rồi biết trước mà không kịp nữa. Anh em có thể hiểu là nó mạnh kinh khủng đến mức như thế nào, thì nó sẽ phải vào dày một chút xíu và bóng sẽ thẳng và căng một chút xíu. Đấy, đương nhiên cái điều này sẽ làm cho cái pha flick trái nó sẽ bị mạo hiểm hơn và thiếu an toàn hơn. Tuy nhiên phải khẳng định là Li Zuzu rất tự tin vào cái khả năng phán đoán độ xoáy của mình, thế nên là tung ra những cái pha flick trái nó là kinh khủng nhất trên thế giới hiện nay. Tất cả những vận động viên khác khi mà flick trái lên thì bên kia đều có thể tăng lại hoặc giật lại. Riêng có Li Zuzu flick trái là tôi thấy gần như các vận động viên khác, trừ khi đánh sang phải thôi, còn flick sang trái là gần như là cũng chỉ có thể phòng thủ chặn đẩy lại chứ khó mà có thể giật lại ngay được. Đó là cái đặc điểm khác biệt của kỹ thuật flick trái trên bàn của Li Zuzu so với những vận động viên khác. Tuy nhiên để mà áp dụng được với những anh em nghiệp dư thì theo tôi nghĩ là mình vẫn nên lựa chọn giải pháp an toàn, đó là mình sẽ flick trái một cách mỏng và xoáy thôi, tạo nên cái đường vòng cung cao nhưng mà ngắn thôi thì nó sẽ an toàn hơn. Bởi vì đối với chúng ta thì cái độ xoáy cao đó là một lợi thế rất lớn rồi. Để xoáy thì mọi người phải chỉnh phải chặn lại, mình yên tâm triển khai những pha bóng sau. Chứ còn để mà tạo nên một pha bóng flick trái mất bóng luôn như là Li Zuzu thì thực sự quá khó, và tôi thấy là ở Việt Nam bây giờ cũng rất ít có người làm được. Thỉnh thoảng thấy Tú Mậu có thể làm được một hai quả ở trong những tình huống gọi là bóng dễ và thoải mái tư tưởng tâm lý thôi, chứ còn trong những trận đấu căng thẳng thì cũng rất là khó đấy em ạ. Vậy là tôi vừa hướng dẫn cho anh em kỹ thuật flick trái trên bàn một cách chi tiết nhất, và anh em hãy cùng theo dõi cái series dạy về những kỹ thuật tấn công bên trái của Tuấn Nam Định nhé. Và mình sẽ tiếp tục làm cái số về kỹ thuật đờ mi trái trên bàn của những vận động viên hiện đại bây giờ vào số tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.